Hello, hello, xin chào, xin chào. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy tốt lành, tràn đầy hạnh phúc và thật là dư dả trong cuộc sống nha. Today so good. Hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ một cái video về kiến thức cũng như là kinh nghiệm ở trong cái thị trường crypto này, cũng như là trong cái ngách blockchain này. Thì cái video này nó gồm 7 bước để thẩm định cũng như là tìm kiếm các công cụ để chúng ta biết chain nào mà chúng ta follow. Thì khi mà bước vào cái thị trường crypto này á thì cả nhà ai ai cũng muốn kiếm tiền đúng không? Nhưng mà trước khi kiếm tiền thì chúng ta cần phải có vũ khí đã. Thì đây là tất cả các vũ khí của Sơn khi mà Sơn tham gia vào cái thị trường crypto này. Sơn biết là khi mà mới bắt đầu vào á thì ai cũng hoang mang, tại vì những cái thuật ngữ là thứ nhất, với lại là cái thứ hai thì địa chỉ ví hay là Bitcoin là gì, thì tất tần tật những cái đó thì cả nhà không ai biết cả. Thì đối với Sơn, Sơn cũng đã từng là như vậy. Thế nên là khi mà Sơn chia sẻ video này á, thứ nhất là Sơn muốn cho đi, và cái thứ hai thì Sơn đọc rất là nhiều sách và Sơn học được những người thầy của mình. Thì những người thầy của Sơn á đều nói rằng là nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi. Thì Sơn xin phép gửi tặng cái video tràn đầy ý nghĩa này cho tất cả các anh chị em và các bạn đang xem video, và đừng quên like và subscribe để ủng hộ Sơn, để theo dõi Sơn ở những video sớm nhất nhé. Và trước khi mà bắt đầu cái video này á, là cả nhà hãy chuẩn bị cho mình sẵn trước một cái cuốn sổ tay, cả nhà ghi nó rằng là nhật ký cảm xúc giao dịch. Hãy nhớ cho Sơn, bắt buộc phải có một cuốn sổ này. Tất cả những anh chị em người mới hãy nhớ cho Sơn, hãy ghi đây, hãy ghi những cái cảm xúc giao dịch của mình vào ở trong này, những cái điều mà mình suy nghĩ vào trong này đó. Thì đây đây là cái bước đầu tiên và cũng là cái bước cực kỳ quan trọng. Hành trình vạn dặm khởi đầu bằng một bước chân, đó là cái câu nói của tỷ phú Ray Dalio. Thì để cho chúng ta bước vào thị trường này á, thì cả nhà có hiểu nôm na ở trong thị trường này nó gồm có ba cái dĩa. Đầu tiên là Bitcoin, thứ hai là Altcoin, và thứ ba là USDT thôi. Và để chúng ta tránh được những cái dự án scam ở trong này á, thì cả nhà phải nhớ là trở thành người trong cuộc, biết luật chơi trước khi bắt đầu chơi là làm sao. Có nghĩa là bây giờ Sơn ví dụ đi, khi mà chúng ta đi ra học bằng lái xe đúng không, thì khi mà chúng ta muốn lái được chiếc xe thì chúng ta phải học cái bằng trước, thì chúng ta tốt nghiệp có được cái tấm bằng lái xe rồi chúng ta mới lái xe đúng không. Nhưng mà khi mà những cái thời gian đầu khi mà chúng ta bước vào á, thì chúng ta chưa có tìm hiểu, chưa biết luật chơi mà chúng ta đã bay vào, chúng ta mua những cái đồng coin rồi cái giá trị để vào thì đó là một cả tầm 100 triệu, 10 triệu, mấy chục triệu và hàng tỷ đồng đó. Thì chúng ta phải biết được luật chơi trước khi bắt đầu trò chơi. Thì những cái luật chơi như thế nào á thì Sơn sẽ để ở dưới phần mô tả, Sơn sẽ hướng dẫn cho cả nhà phần ở dưới này. Sơn sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm sao để chúng mình có thể là thẩm định ha. Cái bước này là cái bước thẩm định nhé. Đấy. Ngày xưa thì khi mà Sơn vào, Sơn tham gia vào trong cái thị trường này á, Sơn chả biết cái gì cả. Sơn thấy ra người ta nói cái này, Sơn mua rồi Sơn lỗ, rồi Sơn chịu, rồi bây giờ mất tiền, Sơn cũng khóc một mình. Đấy, thế nên là cái này thì cả nhà phải luôn luôn nhớ rằng biết trước là cha. Ok. Và để cả nhà cái giá, và cái thứ hai là Sơn nói cho cả nhà đây là một cái bài học mà Sơn đã áp dụng từ ở trong cái liên minh điện thoại qua đến tận cái ngách blockchain, thị trường crypto này á, là mình phải hỏi cho bản thân mình rằng là cái giá cho ước mơ, mong muốn của mình là gì. Đó, ước mơ của mình là như thế nào, ước mơ của mình ở trong cái thị trường này như thế nào. Chắc chắn là chúng ta kiếm được tiền rồi đúng không, nhưng mà chúng ta kiếm được tiền để làm cái gì, và mong muốn của chúng ta khi mà kiếm tiền ra là dùng đồng tiền đó để làm cái gì. Sơn không khuyến khích là cả nhà sử dụng những cái đồng tiền này để chúng ta có thể là đi ăn chơi. Thì cái ước mơ và như là cái mong muốn của Sơn ở đây á là Sơn không ngại chia sẻ, đó chính là Sơn muốn lo cho cuộc sống mình, cho cuộc sống gia đình mình thịnh vượng và đầy Sơn đủ, á, là Sơn luôn luôn suy nghĩ rằng á là tại sao không phải là mình đúng không, tại sao không phải là mình. Thì cả nhà cũng hãy thử đặt đặt cái câu hỏi là tại sao đi, tại sao không phải là tôi mà là người khác. Tại vì sao, tôi xứng đáng mà đúng không, tôi xứng đáng thì tôi có ước mơ, tôi có mong muốn, tôi ước mơ mong muốn tôi đạt được cái thứ gì đó để tôi trao lại, tôi cho đi những cái gì đó đó. Thì cái đó là cái mà Sơn đã ấp ủ từ thuở nhỏ rồi. Thì Sơn đã ấp ủ đâu đó là từ
lúc mà Sơn còn đi học học sinh, khi mà Sơn nhìn thấy lá cờ Tổ quốc là Sơn đã ấp ủ là mong muốn là Việt Nam mình là dân giàu nước nước mạnh rồi, Sơn mong muốn là được giúp những cái người mà khó khăn ở ngoài đường rồi. Đó là cái ước mơ của Sơn khi mà Sơn là thi đấu Liên minh điện thoại cũng như là Sơn tham gia vào thị trường crypto này. Ôi này, để ra được cái câu này á, nó phải Sơn phải trả giá rất là nhiều. Đó chính là bắt đầu vào thì mình nhiều thấy dự án này ít 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 mình cứ follow theo quá là, mà tại vì sao mình không có mình dự án nào mình cũng vào, có thậm chí là có những dự án mình vào 10 dự án, 20 dự án, mỗi cái mua 100 đô. Thì kiểu vậy, thì cuối cùng á là mình giữ nó nhưng mà mình không biết giữ để làm gì. Thế nên là khi mà tụi mình tham gia thì cả nhà hãy viết cho Sơn cái to-do list, đó là những giờ dự án đầu tư tiềm năng và những dự án đầu cơ tiềm năng. Đó thì cả nhà hãy nhớ viết vào trong cái quyển sổ giao dịch này để làm gì, để tại vì sao, để chúng ta tập trung vào một dự án, để khi mà chúng ta tập trung vào một dự án á, thì chúng ta sẽ đọc hiểu rõ cái luật chơi của cái dự án đó nó như thế nào, rồi sau đó là chúng ta mới quyết định bỏ tiền vào. Đó đó là cái kinh nghiệm. Và ở đây á, khi mà bước vào cái thị trường crypto á thì chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện mà kiếm tiền nhanh chóng rồi. Cả nhà có đồng ý với Sơn không? Cả nhà đồng ý với Sơn thì cả nhà nhớ bình luận ở phía dưới cho Sơn nha. Không bao giờ có kiếm tiền nhanh chóng đâu. Sơn nhớ cái thời kỳ năm 2018 khi mà Sơn mua con ADA, cái lúc giá nó là 0.2 đô, sau đó nó xuống 0.02 đô, Sơn cắt Sơn bán. Thì cái lúc đó trong tư tưởng của Sơn á là Sơn nghĩ rằng á là chắc chắn là thị trường sập rồi. Thế nên là mình cũng không có nhất thiết là mình phải ở trong thị trường này nữa. Thế là Sơn cắt ra thì đâu đó là đến năm 2021 thì con ADA bay bay lên 2 đô. Đấy, thì cuối cùng là Sơn mất trắng, Sơn bỏ vào đó trăm mấy chục triệu. Đó. Rồi bài học của BNB nữa, hồi đó Sơn cũng cầm 3.000 BNB. Nhưng mà Sơn, tại vì lúc đó là Sơn cũng giống như các bạn á, Sơn không có biết luật chơi, Sơn không có biết rằng là đồng tiền nó tiềm năng như thế nào và giá trị dài hạn của nó ra làm sao. Và khi mình và khi mình cứ mất niềm tin vào ở trong cái cả trong nhất thứ nhất là cái đồng, thứ hai là muốn muốn ăn sổi, và thứ ba là mình không có hiểu luật chơi, thì cuối cùng á là mình mất tiền thôi. Nên là không có chuyện kiếm tiền nhanh chóng. Thì những cái dự án á thì cả nhà cứ chia ra cho Sơn, có những dự án đầu cơ và những dự án đầu tư. Thì cái này á, một cái video Sơn không thể nào mà chia sẻ hết cho cả nhà, cái này là cả nhà phải đọc sách, phải đọc học thì cả nhà mới hiểu được cái nguyên lý của cái việc mà chúng ta chọn những cái cổ phiếu hay là những cái đồng coin ha. Và đây là ông Jesse Livermore, ông này là một trong những người mà Sơn đọc trong cái cuốn Chết vì chứng khoán đó. Thì chung quy thì Sơn thấy được rằng ông này á, ông Jesse Livermore, mặc dù ông rất là giỏi nhưng mà cái kết của ông á thì nó không có đẹp. Mà chung quy thì đúc ra một cái kinh kinh nghiệm khi mà ông nói ở đây á, thì Sơn gửi cái hình cho cả nhà thấy á, là tiền được kiếm ra khi chờ đợi chứ không phải là giao dịch. Có nghĩa á, là ông nói á, là khi mà chúng ta giao dịch càng nhiều á thì chúng ta sẽ, thứ nhất thì cái cảm xúc của chúng ta á, nó dường như là mất đi lý trí. Với lại là cái thứ hai á là khi mà chúng ta giao dịch nhiều á, chúng ta không có làm ăn được gì hết. Và thậm chí á, là khi mà chúng ta giao dịch nhiều thì cái hóc môn hưng phấn của chúng ta nó hưng phấn quá, nó sẽ khiến cho chúng ta không ngủ được, rồi sức khỏe tiêu hao, rồi sau đó là cái cơ thể của mình á nó chỉ có cắm mặt vào ở trong cái chạc thôi, rồi sau đó là mình sẽ không có cập nhật được những cái kiến thức mới, hay là tập thể dục thể thao, hay là vợ con gia đình, nói chung là tan nát cả đó. Thế nên là khi mà cả nhà tìm được những cái luật chơi, cả nhà quyết định tập trung vào một dự án, cả nhà hiểu được rằng đầu tư là dài hạn, và cả nhà mong muốn tìm kiếm được cả những cái đồng tiền bao nhiêu đó để cả nhà làm gì, giúp cho làm gì, hoặc là cả nhà từ thiện, cả nhà cho đi á, thì cái lúc đó thì cả nhà mới hiểu được cái mục đích sống đó. Thì cái mục đích sống này của Sơn á là Sơn cũng như vậy. Nếu mà cả nhà có theo dõi Sơn từ nhỏ đến lớn thì khi mà Sơn đã quyết định làm, hay là cả nhà Sơn đã làm cái gì thì Sơn cứ làm, cứ enjoy thôi. Những cái nào mà thật nhất, những cái gì real nhất thì Sơn tận hưởng và chia sẻ, và cuối cùng mà khi mà Sơn đã đạt được rồi thì Sơn sẽ cho đi. Đó đó là cái lẽ sống của Sơn, nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi. Đúng.
Có một cái câu rất là hay, có một cái câu rất là hay. Khi mà cả nhà xem cái video này của Sơn á, cả nhà chưa thấm dần đâu, nhưng mà cả nhà hãy xem đi xem lại nó, rồi cả nhà học hỏi được thêm ai khác ở trên YouTube nữa thì cả nhà hãy góp gọn vào ở trong cái quyển sổ nhật ký giao dịch này của nhà, nhật ký giao dịch của nhà. Tại vì á, cha đẻ của tất cả các bậc thầy là Simrun thì ông ấy nói á, lặp đi lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng. Thế nên là khi mà cả nhà xem xong một video hay là cả nhà áp dụng mà vào ở trong cái lần đầu cả nhà làm thì cả nhà sẽ không bao giờ mà cả nhà có thể gọi đó thành kỹ năng được. Chúng ta phải làm đâu đó là đến tận là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí 1 năm rồi chúng ta tìm hiểu thêm. Đó thì ở giai đoạn này thì thị trường downtrend mà, thế nên là cả nhà cứ tìm hiểu rồi cả nhà đọc học rồi cả nhà tìm kiếm cái cơ hội. Đó thì cái cơ hội như thế nào thì lát ở cái phần bước sau Sơn sẽ chia sẻ tiếp. Và cái nội dung chia sẻ này á thì gói gọn nội dung video này Sơn sẽ gói gọn ở giai đoạn hiện tại ha. Thì năm 2017 á là dự án Bitconnect với Laser nè. Thì cái kinh nghiệm của Sơn thì cái năm 2017 với lại là năm 2017 ở giai đoạn này á, Bitconnect với Laser thì Sơn cái này là landing, Bitconnect thì ăn lãi. Thì cái lúc này là Sơn bán nhà, Sơn bán vàng, bán xe rồi Sơn vào xong rồi nó sập tương tự giống như là con Luna vậy. Nhưng mà cái giai đoạn nó sập á thì nó mất 40 mấy ngày. Lúc đó ra Bitconnect 2 nữa. Đó thì nó chậm hơn con Luna sập nhanh quá. Rồi năm 2018 với lại năm 2019 á là cái chain Aarrox với lại Boti, thì cái thời đó là cái giai đoạn mà Bitcoin nó cũng từ 17k đã down xuống, thế nên là cái lúc đó là người ta làm dự án thì người ta chạy vào làm mấy cái Aarrox thì kiểu giờ đèn điền lên Telegram là Twitter là like, subscribe YouTube hay là retweet là ok rồi. Rồi đến năm 2020 đến năm 2021 thì chain DeFi nè, chain DeFi với lại Femin ra, thì Femin thì cái thời mà BSX nè. DeFi thì có rất là nhiều giống như là con Ban, Protocol hay con Run gì đó tùm lum. Thì cái giai đoạn thực sự là cái giai đoạn chín mùi nhất ở trong cái từ năm 2017 đến 2022 này, thì chắc cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà phải nói là ngon ăn nhất của thị trường ha. Thì cuối giai đoạn năm 2021 là Play to Earn, MST với lại Meme, là Dog, Meme chó rồi đó, Shiba Inu, rồi đến tận giữa năm đầu năm nay với lại là giữa năm nay á, thì nó xuất hiện là Mutual với Metaverse. Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì Sơn thấy là Twitch hay là Spotify hay là những cái social liên quan đến game á, thì những cái nhà đầu tư á, thì họ liên tục rót tiền vào ở trong Metaverse. Thì mình nghĩ rằng là thứ nhất là chắc chắn là cái Metaverse này sẽ là cái trend mà nó về lâu dài và nó thực tế luôn á. Còn cái Mutual này chắc chắn rồi. Đây là một trong những cái trend mà nó làm cho những nhà đầu tư khó tính nhất, họ phải công nhận rằng là nó tạo ra cái giá trị thật cho cộng đồng, đúng không? Thì cái đây là một trong những cái Mutual cũng là một trong những cái thế mạnh của Sơn, tại vì Sơn là cũng là vận động viên marathon mà, nên là những cái con này thì Sơn làm video Sơn hướng dẫn cho mọi người thì rất là hợp. Và cả nhà hãy nhớ nha, trong tất cả những cái giai đoạn như thế này thì dòng tiền bây giờ nó đang đổ về Mutual với lại Metaverse, thì hãy nhớ follow theo dòng tiền. Thầy Sơn nói rằng á, rằng là tín dụng, dòng tiền chảy tới đâu đời nở hoa đến đó, cả nhà hãy lưu ý, hãy nhớ nó nha. Ở trong thị trường này á, thì chúng ta không biết được rằng là giai đoạn này có phải là giai đoạn đang downtrend hay không, bởi vì nhờ những cái hội nhóm hay là những quỹ lớn hay là những người lớn đi trước á, thì Sơn theo dõi thì thấy họ nói là ở trong giai đoạn này giai đoạn downtrend. Nhưng mà chắc chắn rồi, ở từ năm 2017 đến năm 2021 á, thì trong những giai đoạn downtrend thì cũng có những cái con nó nổi lên. Và những cái con đó thì nó cũng lít luôn cái trend và nó cũng kéo cái dòng tiền đổ về và nó sẽ kéo cái thị trường crypto đi lên. Thì cả nhà hãy nhớ follow theo nó. Và cái bước thứ hai ở đây Sơn muốn chia sẻ với cả nhà là khi mà mình muốn tìm hiểu những cái liên quan đến thẩm định hay là những dự án, thì chúng ta phải có những cái công cụ. Thì có những cái công cụ thì chắc cả nhà biết rồi, thì Sơn chia sẻ lại cho cả nhà. Thì đầu tiên á, mình sẽ theo dõi ở trong cái thứ nhất là con market cap. Đấy, mình ấn vào phần trending như thế này để tụi mình có thể là tìm hiểu ở đây ha.
Cái phần trending thì chúng ta có thể là tìm hiểu ở phía này. Nhưng mà thông thường thì trong dự án Coin Market Cap á, thì Sơn thường là Sơn chỉ vào Sơn xem Bitcoin, rồi sau đó là Sơn xem những cái video đây thôi này. Đấy, cái video Sơn để đây này. Đó, chứ Sơn không có theo dõi nhiều, không có theo dõi sát sao bằng cái con Gecko. Con Gecko thì Sơn sẽ theo dõi nó chuẩn xác hơn. Bởi vì ở đây á thì cả nhà, khi mà cả nhà thấy chuột Sơn, cả nhà click vào đây này, thì ở giai đoạn hiện tại thì cái trend mua to earn thì cả nhà ghi là mua to earn. Đó thì cả nhà ra đây thì dòng tiền bây giờ hiện tại nó đang đổ về đây. Thì tụi mình follow nó thì những cái con dự án như là Step, Step App, Zenopet nè, hay là Dotmo, hay là Do nè, Calo, những dự án này chắc là Sơn cũng đã review hết đâu đó là tầm nửa dự án rồi, Step rồi nè, Calo rồi, Do rồi ha. Có dự án Zenopet này Sơn cũng review rồi. Chỉ có con Step App này chưa review đây ha. Step nữa nè. Đó thì cả nhà hãy theo dõi ở đây, với lại là cả nhà hãy theo dõi ở đây nè. Khối lượng ở đây á, cả nhà theo dõi khối lượng. Cả nhà vào ở trong cái phần con Gecko này á, cả nhà hãy nhớ nha, khi mà cả nhà vào trong này thì cả nhà hãy nhớ ấn vào cái biểu đồ toàn cầu để cả nhà xem có dòng dòng tiền á, dòng tiền nó như thế nào. Thì hiện tại á thì người ta nói và ở đây là hiện tại đang là cái chu kỳ downtrend thì cũng đúng thôi. Mình xem cái biểu đồ toàn cầu thì tiền đâu đổ vào nữa đâu, nó chỉ có thụt lùi, người ta rút ra USDT với lại USD hết rồi nè. Đó thì chúng ta phải biết cái sóng như thế này đó. Đó là một trong những cái mẹo của Sơn ha. Thì Sơn không biết là nhiều người xem cái dòng tiền nó như thế nào, nhưng mà Sơn thì thông thường Sơn xem như thế. Với lại á là khi mà tụi mình vào ở trong một cái con Gecko này, nó có lợi thế ở đây á, ví dụ như là con Do đi ha, con Do hay là con Calo đi. Bây giờ ví dụ Calo đi, Calo hàng Việt nè, người Việt ủng hộ hàng Việt nè, thì ở đây á, cái công cụ của nó tuyệt vời hơn cái con Market Cap nhiều. Ở đây thì chúng ta có thể là thứ nhất là chúng ta vào check website, rồi Twitter, Telegram hay là Facebook. Đấy thì ở đây thì chúng ta có thể là chat liền luôn đấy, thì cả nhà có thể thấy không, nó rất là dễ. Đấy, nó rất là dễ. Thế nên là khi mà tụi mình sử dụng nhuần nhuyễn, tất nhiên là ở trong cái con cái cô với lại con cái cáp thì có rất là nhiều, thì cả nhà có thể là vào đây cả nhà tìm hiểu thêm ha. Thì sau khi mà cả nhà có được biết được hai cái này nè, Telegram quỹ nhiều người biết nè, rồi thì cả nhà hãy sử dụng cho Sơn á, cái nếu mà cả nhà đầu cơ thì cả nhà nên sử dụng ở cái sàn Bucon hoặc là Bankết. Đó thì ở đây thì cái Bucon á thì nó rất là hay. Ở một cái ví dụ như là tụi mình mua điểm nào thì mình ấn vào cái chữ wallet này nè, thì nó sẽ hiện ra cái điểm cho mình. Thì nó sẽ hiện ra cái điểm ở đây cho mình mua nè. Mình mua với lại mình bán ở đây ha. Đó rất là tiện lợi. Rồi nếu mà Bankết thì chúng ta cũng ok thì cứ sử dụng Bankết. Còn bên Binance thông thường thì mình sẽ sử dụng ở bên đó để mình mua những cái đồng con đầu tư dài hạn. Thì những cái đồng con đầu tư dài hạn thì chúng mình cứ nhắm vào những cái con mà có Binance mà chúng ta chơi thôi. Như là bên Binance thì những cái dòng tiền như là Bitcoin, Ethereum hay là BNB thì nó rất là chắc cú. Mình đầu tư mỗi tháng mình ném vào cục thì rất là ok. Đó thì cả nhà lưu lưu ý cho Sơn á là cái phần check quỹ thì ở đây, thì Sơn để ở phần bên dưới, với lại là cái săn hàng thì hiện tại là có rất là nhiều các con mua to earn săn hàng ở trên cái bin sale này, thì cả nhà có thể là vào ở trong bin sale này cả nhà check ha. Thì có gì là Sơn sẽ để ở phần phía dưới cho cả nhà ha. Đây cái bin sale này, còn quỹ thì ở đây. Quỹ đây thì hiện tại thì cái con Do mấy bữa Sơn review trước đó, thì ở cái giai đoạn này quỹ của nó là cái con Animoco brand nè, nó đang là top 1 ở trong cái giai đoạn này. Đây là all time high roll nè, Golden Roy, Roy thực tế nè. Đó thì cả nhà có thể thấy được rằng á là nếu như mà mình có tìm hiểu trước rồi tụi mình biết được trước thì chắc chắn á mình sẽ có rất là nhiều lợi thế rồi. Và cả nhà lưu ý cho Sơn á, cái quản lý chay với lại là DCA này, thì cái này thì cả nhà cứ ghi là quản lý vốn với chay DCA, thì mỗi người mỗi công thức khác nhau, thì cả nhà có thể là ra Google á, cả nhà ghi là quản lý vốn với chay DCA thì nó sẽ ra. Đó thì Sơn cũng không có nói nhiều về cái này nữa. Cái này thì quan trọng là mình hạn chế tham, tham thì tham thôi, phải cẩn thận. Chứ giờ giống như là những cái bạn mà vào mấy bạn nói Sơn á là khi mà em vào phát kiểu gọi là thường thường á, ví dụ như là có 1.000 đô đi, thì mình vào xong rồi là mình thấy là người ta call, xong rồi thấy là bên quỹ này to đó, call ăn chắc rồi,
mình vào all in luôn, xong rồi nó xuống nó sập cái bùng cái, xong rồi là ở trên nó, ví dụ như mình giữ ở trên Bukun này đi thì mình đi ngủ mà tự nhiên nó sập dưới giống như con Luna cái rồi sao anh cám đó, nên phải cẩn thận quản lý vốn chay với lại DCI dần. Thì nên nhớ cái này là, cái này là mỗi người có một cái phương thức, cái công thức riêng, cái này thì Sơn cũng không chia sẻ được tại vì mỗi người khác nhau. Ok, rồi đến cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba này là một trong những cái bước mà cũng, cái bước này là bước rất là quan trọng. À, đọc hiểu thông tin từ website với lại là white paper. À, thông tin từ website á, thì ở đây Sơn có được ba cái nơi mà Sơn muốn giới thiệu cho cả nhà. Đầu tiên á, là cái Convict Insight. Thì ở đây á, là họ sẽ bàn luận cái tin tức crypto 24/7, có gì Sơn sẽ để dưới link mô tả cho cả nhà. Và ở trong này thì họ rất là thường xuyên cập nhật về cái con step, con mutual hiện tại, con lead gen mutual hiện tại. Thì cả nhà có thể là vào ở trong cái Discord với lại là Twitter với lại Telegram của họ để cả nhà có thể là bàn luận sôi nổi về giày, về giá hay là nâng cấp ra làm sao, bán trên chợ ra như thế nào. Đấy, nó rất là tuyệt vời. Thì cả nhà có thể là vào ở trong này ha. Và cái thứ hai á, và cái team game vui thứ hai Sơn muốn chia sẻ với cả nhà đó chính là Conlab. Conlab là một trong những cộng đồng truyền thông giúp phát triển những dự án đi lên, và đặc biệt là cái tiêu chí của họ là người Việt ủng hộ hàng Việt. Thì ở giai đoạn hiện tại á, ai mà follow cái dự án về con Calo á thì cả nhà có thể là follow dự án Conlab này và vào ở trong Discord của họ và Telegram của họ, Twitter, Facebook của họ để cập nhật thêm. Và cái thứ ba thì nếu như mà ai mà yêu thích cái trend play to earn, và những cái kiến thức cập nhật về cái thị trường crypto thì cả nhà có thể là follow ở Peng Peng Gaming. Ở Peng Peng Gaming này á, đây là một trong những người, là anh Sơn là cũng là một trong những người mà Sơn học hỏi rất là nhiều ở trong cái thị trường crypto khi mà thời đầu cũng giống như mấy bạn. Và những cái kinh nghiệm quý báu về cái mảng affiliate của anh nó rất là tuyệt vời. Và Sơn sẽ để tất cả những cái link ở này để xuống phía dưới cho cả nhà nhé. Và đâu rồi nhờ, tại website đây. SS. Đây rồi. Và ở phía dưới này á, khi mà cả nhà là họ biết được ba bước ở trên á thì cả nhà hãy sử dụng cái bước 4, đó chính là research lại từ các cộng đồng cũng như là các báo đài uy tín để hiểu về dự án đó, sau đó rồi cả nhà mới quyết định đầu tư. Thì cả nhà phải phân bổ ra, đầu tiên á thì cả nhà phải phân bổ hiểu được rằng là cái con hàng đó là cái con hàng đầu cơ hay đầu tư đó. Đầu tư á có nghĩa là mình đầu tư dài hạn 2 3 năm hay là thậm chí là 5 10 năm. Còn đầu cơ á, thì mình đầu cơ 1 tuần, 1 tháng hay là 2 tháng, mình phải xác định rõ. Bởi vì là khi mà tụi mình bỏ tiền vào á thì tụi mình phải biết được rằng là đồng tiền của mình á là mồ hôi xương máu, rất là khó kiếm. Thế nên đó là mình phải biết được rằng là mình phải biết rằng là luật chơi. Mình phải biết rằng là cái ngày mà họ resell, cái ngày mà họ ride vịt, cái ngày mà IDO hay là họ unlock token như thế nào. Đó, thì cái đó là những cái video lúc trước Sơn đã có chia sẻ vào những dự án mà Sơn phân tích cho cả nhà rồi ha. Và cả nhà hãy nhớ nè, ba cái này rất là Hãy quan nhớ trọng là cả nhà hãy học RSI, đường EMA, MACD và Ichimoku. Thì cái RSI này á là cái đường chỉ báo dao động, cái đường EMA á là chỉ báo tâm lý, và cái MACD á là chỉ báo xu hướng, và Ichimoku á thì mây to hút gió về, còn mây mà rớt xuống á thì nó là địa ngục. Cả nhà cứ hãy nhớ những cái công thức này, những cái bài này, cả nhà học, cả nhà đọc thêm ha. Hãy nhớ á, là trước khi mà làm cái gì á thì hãy nhớ xem đường giá của cái cụ Bit. Tại vì tức Sơn đã nói với cả nhà ở giai đoạn đầu Sơn chia sẻ rồi, khi mà bước vào cái thị trường crypto này á thì tụi mình cứ hiểu nôm na rằng á là trong thị trường này nó có ba cái dĩa: đô, Bit với lại altcoin thôi. Thế nên là cụ Bit mà lên thì chúng ta lên, còn cụ Bit mà xuống là chúng ta chỉ có là ăn cám thôi ha. Và khi mà cả nhà giao dịch ở trong cái thị trong cái Bukun này á thì cả nhà hãy nhớ bật cụ Bit lên nhé. Ở trong cái thị cụ Bit thì cả nhà hãy vô Binance đi ha.
Cả nhà nhớ để cái bít ở đây, để cả nhà hãy xem cái khối lượng giao dịch. Cả nhà hãy xem cái khối lượng giao dịch cũng như là cái đường biến động của bít để chúng ta biết mà chúng ta tiến hay lùi. Nhớ nhá, nhớ nhá. Cả nhà cứ hiểu nôm na là trong thị trường này nó chỉ có lên có xuống, nó giống như đỉnh núi vậy. Đỉnh núi khi mà lên thì chúng ta hưng phấn, còn khi xuống thì chúng ta sợ hãi, đúng không? Đó, thì cả nhà lưu ý rằng là khi mà nó xuống thì chúng ta phải biết làm gì rồi chứ gì, đúng không? Và cái thứ năm, không, chưa đến thứ năm. Và cái thứ và khi mà chúng ta quyết định đầu tư á, thì chúng ta hãy nhớ rằng á, chúng ta hãy hình dung rủi ro và lợi nhuận của ta khi mà chúng ta ra quyết định. Ví dụ khi mà mình Sơn bỏ vào trong này là 1.000 đô, thì cái rủi ro Sơn chấp nhận á, là Sơn mất 100 đô. Lợi nhuận của Sơn thì Sơn muốn ăn là 200 đô, 300 đô. Nói chung là tùy vào target, nhưng mà thông thường thì x2 là chốt, x2 chốt gốc, đúng không? Thì đó, thì mình phải chuẩn bị, mình phải hình dung trước cái trận đánh của mình như thế nào, rồi sau đó là mình đánh nó, rồi mình tấn công hay là mình phòng thủ ha. Rồi, cái phần phía dưới đó chính là cái nghệ thuật loại bỏ. Cái nghệ thuật loại bỏ này á, thì ở đây thì Sơn có một cái nguyên tắc 20 lỗ của Warren Buffett. Thì ở đây á, 20 lỗ thì cả nhà cứ Sơn để dưới phần mô tả cho cả nhà đọc. Thì nguyên tắc 20 lỗ này á, thì đại ý nói chung á là trong một đời người thì cả nhà hãy nhớ là ở trên thị trường á, nó có rất là nhiều các đồng altcoin, rất là nhiều dự án. Thì mình phải biết á là những cái dự án nào là ngon nhất và tốt nhất mà mình muốn đầu tư nhất. Thì cái đó là cái trường phái đầu cơ hay là đầu tư. Thì cả nhà có thể là áp dụng cái nguyên tắc 20 lỗ của Warren Buffett để đơn giản hóa cái việc mà đầu tư của cả nhà. Thì ở phía dưới này á, ông Warren Buffett này á, ông nói á là nếu bạn xem cuộc sống là một tấm thẻ 20 lỗ và mỗi lỗ là một khoảng thời gian 1-2 năm tập trung, bạn sẽ thấy những lợi ích đáng kể mà mình nhận được đơn giản bằng cách nỗ lực hết mình với mục tiêu. Thì cái bài báo này Sơn sẽ để dưới phần mô tả cho cả nhà nha. Điểm mấu chốt ở đây á, là mọi người đều nắm giữ một tấm thẻ cuộc sống. Nếu chúng ta tính toán những điều mình có thể làm chủ trong cuộc đời, bạn sẽ nhận ra không có nhiều lỗ trên tấm thẻ đó. Không giống như đầu tư tư tài chính, tấm thẻ cuộc đời của bạn sẽ bị đục lỗ cho dù bạn muốn hay không. Đừng lãng phí lỗ tiếp theo của mình, suy nghĩ cẩn thận, đưa ra quyết định khôn ngoan và dành tất cả năng lượng cùng sự tập trung cho điều mà bạn đã lựa chọn. Khi mà cả nhà cứ hình dung á, ở trên một cái đỉnh núi như thế này, ở trên một đỉnh núi như vậy, nếu mà cả nhà đã xem nó đã quá cao rồi thì cả nhà vào đó cả nhà chỉ có đu thôi, thế nên là thà nuốt nước miếng còn hơn chảy nước mắt. Nhớ cho Sơn nhé. Giống như là Sơn kể ví dụ giống như là ở những dự án mà nó gần đây nó được list ở trên Binance này, hay là dự án vừa rồi con MLN đây, thì cái lúc đó là ở trên cái Twitter á, người ta nói rằng là vào mua đi, vào mua đi, chuẩn bị list nè, hay là gần đây thì cũng có một cái con là iStep đi, thì người ta nói dự án khổng lồ nè mà mình chưa tìm hiểu thông tin gì hết, mình chạy vào tự nhiên mình mua xong rồi mình đu đỉnh, đúng không? Mà những người mới đặc biệt rất là tham, mua thường thường là mua all in luôn, mua là trắng hết tài khoản. Đó, thì cái đó là một cái kinh nghiệm xương máu, kinh nghiệm mà bất kể những ai mà mới vào thì cũng đều bị luôn. Đó, người mới, thậm chí là người cũ ở lâu trong thị trường mà họ không có được cái cuốn sổ quy tắc giao dịch này thì họ cũng bị. Đấy. Và ở đây á, Sơn có đọc trong một cái cuốn sách, đó chính là Tiền làm chủ cuộc chơi của Tony Robbins. Thì cái cuốn sách này nó ở trong này á, là cái ông Sir Templeton, ông nói á, là sẽ không có một thứ gì, không một điều gì làm cho giá cổ phiếu xuống thấp nhất bằng sức ép phải bán nó. Thì cái sức ép ở đây á, là thứ nhất là thị trường nó sẽ down trong dài hạn. Thứ hai á là nó bỗng một ngày nó không thích lên nó thích xuống. Đó, thì vì đời bỗng tươi đẹp, chúng ta cứ cho là nó sẽ đẹp mãi. Hãy đi ngược với đám đông, hãy sống với thị trường và tìm kiếm cơ hội. Hãy sống với thị trường và tìm kiếm cơ hội. Hãy sống với nó. Khoan đã, mình cứ giữ đi, hãy sống với nó. Và cái bước thứ sáu ở đây á, đó chính là xây dựng bộ quy tắc giao dịch. Thì cái quy tắc giao dịch này á, thì Sơn nói rồi, khi mà cả nhà ghi ra được cho mình ở đây á, thì cả nhà phải biết được rằng á, là mình đầu cơ hay đầu tư. Nếu mà mình đầu cơ thì cái rủi ro của mình là chấp nhận là bao nhiêu, 100 đô hay là 200 đô. Đó, thì đối với Sơn thì Sơn cái đầu cơ, nếu mà Sơn đã quyết định đầu cơ thì Sơn sẽ để đâu đó là tầm 100 đô, 200 đô thôi. Đó, này cái đó là đầu cơ, mình lời thì mình ok, còn lỗ mất thì mình cắt lỗ. Một là cắt lỗ, hai là mình sẽ
thử mình sẽ gồng đó. Đó là cái đầu cơ. Còn đầu tư, đầu tư thì có lẽ là đầu cơ tư thì nó rất là đơn giản. Khi mà đầu tư thì chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, với lại chúng ta sẽ làm được những cái công việc khác. Thì chúng mình thì cái công thức ở đây nó rất là đơn giản: rải dài hạn, mỗi tháng mình rải bao nhiêu, nót vào giá mua, ngày mua bao nhiêu và mình mua bao nhiêu đồng, giữ nó trong bao nhiêu năm. Đó, cái này là cả nhà lưu ý nha. Cái này là một trong những cái mà nó cơ bản thôi, nhưng mà không có ai mà rất là nhiều người không có biết được rằng là mình mua bao nhiêu, mình rải bao nhiêu rồi xong rồi cứ cầm đi bán đi mua lại rồi all in rồi xong rồi mất hết. Đó, thì để biết được những cái thứ này thì cả nhà phải tự hỏi mình, là hỏi hỏi bản thân mình á, rằng là bản thân mình hiện tại đang làm gì, mình thuộc trường phái nào và mình đầu tư hay là đầu cơ. Đó, thì cái cách làm việc hàng tháng, chi tiêu sinh hoạt gia đình, phân bổ vốn hợp lý, thì cái công thức này rất là đơn giản thôi. Mình ví dụ có 10 đi thì mình để dành 5 đồng cho gia đình mình, còn 5 đồng á thì mình quyết định là mình làm chia đôi hay là mình làm đầu tư. Cái này là tùy tùy mọi người. Và hãy nhớ cho Sơn á, cái câu thần chú này là cái câu thần chú mà nó đã giúp Sơn sống sót từ những năm giai đoạn năm 20 năm 2014 đến giai đoạn hiện tại. Có nghĩa là Sơn trải qua nhiều cái đau thương ở đất Sài Gòn lắm rồi. Thì có những ngày mà ăn cơm trắng ba dĩa cơm thêm, hay là đi không có tiền mua nước uống, rồi đi vào phòng tắm uống nước lã rồi. Rồi sau đó là chắc cũng nhiều 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 cái mà Sơn cũng không có tiện nói ở đây. Nhưng mà cả nhà cứ hiểu nôm na rằng á, là cái câu này là Sơn đã có xăm ở bên cái tay bên phải của Sơn đó, đó là ông trời luôn cho tôi cơ hội, đó chính là ngày mai. Đó, thì cái cơ hội ngày mai có nghĩa rằng là nếu như mà hôm nay mình nếu mà hôm nay á mình không được thì thôi ngày mai mình cố gắng mình tìm kiếm cơ hội tiếp. Và cả nhà hãy nhớ nè, là tiết kiệm hơn cho ngày mai bằng cách trích 50% tiền. Thì cái tiết kiệm hơn cho năm cho ngày mai tiền á, bằng 50% tiền á, thì cái cách này Sơn đã áp dụng và Sơn sử dụng nó rất là hiệu quả. Thì cả nhà có thể là xem lại cái video đầu tiên mà Sơn up, đó chính là Remitano. Sơn đã up cái Sơn đã làm cái cách mà bằng dành dụm tiền Sơn mua rất là nhiều Bitcoin và Ethereum ở giai đoạn đó. Thì lúc đó thì chị suy nghĩ rằng là mình để dành 5-10 năm, mình 2-3 năm mình mua đất thôi, đó bình thường. Rồi cái bước thứ bảy này á là cái bước là không FOMO, giá cao rồi thì bỏ qua. Hãy nhớ bài học của Luna với UST. Đó, thì cái giai đoạn mà Luna với UST, thì cái giai đoạn này thì có 22 người tự tử chết, rồi rất là nhiều người bắt đáy cũng chết. Hoặc là ở gần mới gần đây thì biết được rằng là có ông gì ở bên HC Capital thì ông đó cũng mất 5 triệu đô đó. Và ở trong cộng đồng Reddit thì họ cũng bình luận rất là nhiều về vấn đề này. Thì chung quy lại tất cả những cái này á, thì ở giai đoạn hiện tại thì Sơn nhớ Sơn ghi ra cho cả nhà. Đó, thì đây là những cái công thức cũng như là kinh nghiệm của Sơn. Thì sau này tất nhiên là qua mỗi một cái giai đoạn á thì mình sẽ học được thêm nhiều điều mới, thì mình sẽ đúc kết ra được thêm nữa, rồi mình sẽ chia sẻ nữa. Thì cả nhà hãy nhớ like và chia sẻ video này và follow Sơn, để sau này những video khác mà nếu mà nó cải tiến hơn, nó nâng cao hơn thì Sơn sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà. Còn bây giờ thì video đến này cũng khá là dài rồi, thì Sơn hy vọng là cả nhà có thể là học hỏi thêm được cái kinh nghiệm của Sơn, quý báu của Sơn. Ok, cảm ơn cả nhà, nhớ like, subscribe và ấn cái chuông cho Sơn nhé. Bye bye.